Xin chào anh em ha. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên cho anh em cái lô máy là 20 cây nha anh em. Gồm 4 cây máy cưa và 16 cây máy cắt cỏ ha. Cắt cỏ thì có hai con đeo lưng cho anh em là một con Tanaka 27 nè. Con này thì zin toàn bộ luôn, mình săn còn rất là mới luôn ha. Con Echo trợ lực lớn nè. Một con G3K máy bình xăng trên siêu khỏe nha. Một con Echo 3600 nha anh em. Một con cơm 2600 có đề cho mình luôn nè. Mitsubishi T170 ha. Hôm nay có một con rất là đặc biệt là cái con Bell 27 nha anh em. Thường dòng này thì chỉ có khoảng 22-24 thôi. Được cái tụm gệ nè. Magu 24 ha. Còn Magu 26 ha. Con này trợ lực lớn như thèo luôn. Echo 2600 nè. Phía trên thì có cho anh em một con Atin rất là đẹp luôn ha. Đây, con này zin toàn bộ luôn. Đẹp long lanh, ốc tán còn 7 màu luôn nè. Con này xứng đáng vừa xài vừa sưu tầm luôn nha anh em. Một con cơm 2300 trợ lực ha. Một phiên bản đặc biệt của thằng Magu, phiên bản áo màu đen nha anh em. Một phiên bản giới hạn của thằng Magu nha. Thường thì cái dòng này nó màu xanh lá cây, màu xanh nước biển, màu vàng, màu đỏ thì rất là nhiều, nhưng mà màu đen thì rất là hiếm luôn nha anh em. Con này rất là đẹp luôn nha. Một con Magu 20 áo màu xanh lá cây, bình xăng lớn còn tem luôn. Makita 2 ốp ha. Echo trắng ha anh em, con này tum nhôm luôn nè. G2KC, hay con này thì giá rẻ cho mình dùng gia đình này ha. Cưa thì có cho anh em một con chuyên về khai thác là Atin 260 anh em, 44 ly 50,2cc anh em, máy rất là to luôn ha. Echo đề cao anh em, trợ lực giới thiệu luôn nè, 38 ly ha. Một con Echo tay dài, con này cho anh em mình dùng gia đình nha, nổ rất là bốc luôn. Và con đầu tiên là con Ryobi đề của thằng Komatsu nè anh em, G2500 nè. Con này tay cục rất là nhỏ gọn nhẹ, chủ yếu là cho anh em mình dùng gia đình cưa củi này kia, vòng nhà này kia là cực kỳ hợp lý luôn ha. Anh em chốt máy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em 0917414042 ha. Số này có Zalo nha. Kênh YouTube của em là cửa hàng Mai Văn Tèo nha anh em. Hình thức mua bán của anh em thì khi mà anh em chốt hàng thì sẽ được là miễn phí ship nè, không cần phải đặt cọc trước và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận luôn. Hình thức mua bán bên em phải gọi là cực kỳ đơn giản luôn ha. Clip hôm nay em lên cho anh em là ngày 17 tây tháng 8 và cái lô chữ cái là chữ K. Thì anh em chốt hàng anh em nói cái mã máy giùm em cho nó dễ, hoặc là anh em nói cái ngày mà em like á. Chứ anh em đừng có nói cái tên máy hoặc là cái con máy nó hình thức cái màu gì nó gì em sẽ rất là khó, tại vì ngày nào em cũng có clip anh em ha, cho nên anh em nói gì thì em không biết đường để mà em chốt cho mình ha. Thì anh em nhớ cái lịch cố định em đây là mỗi ngày 1 giờ trưa sẽ có clip lên cho mình, anh em cứ đón chờ cái ngày đó thì sẽ có clip cho mình vô mình lựa nha anh em. Địa chỉ cửa hàng của em là ở Ủy ban xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Những anh em mà lần đầu tiên xem clip nhớ cho em một cái nút đăng ký kênh ha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi em vô con đầu tiên cho mình là con K1 ha. K1 phải gọi là siêu gọn nhẹ luôn nha anh em. Săn nhớt luôn thì nó chỉ khoảng có 3,2 đến 3,5 thôi ha. Anh em có thể cầm được một tay anh em cưa mấy cái góc mấy cái nhánh ngoài kia mà anh em gọi là giới á, thì anh em có thể cầm một tay anh em lên ra rất là ngon. Con này là Ryobi đời của thằng Komatsu anh em. Con này là G2500 nè, một cái đời cao của thằng Komatsu ha. Cái đời Ryobi là cái đời sản xuất được cái đời sản xuất khoảng đời 2016-2017 anh em. Đời cực kỳ cao, đời cực kỳ mới luôn. Nòng 35 ly, con này khoảng 27cc anh em. Áo màu vàng rất là đẹp luôn ha. Nhìn con máy rất là sáng nè. Nhỏ gọn giúp cho anh em mình có thể cầm một tay, kết hợp thêm là con này tay cục nữa. Rồi làm con này là dài 3.4 này ha anh em cho mấy con này anh em cưa chú ý là mua về mình cưa củi vòng vòng nhào lâu mình cưa, hoặc là anh em tỉa nhánh tỉa cây này kia rồi đó ha, tỉa cành này kia là ok luôn. Con này đặc biệt cái nữa nó xài lam mà lam kiếm nè nghe anh em, lam đầu nhọn á. Nếu mà anh em ở nhà mà có điêu khắc này kia nữa thì lấy con này rất là hợp lý luôn ha. K1 giá 2 triệu nè. Tiếp theo là con K2 ha. Này dỗ mà gỗ găm ti phải gọi là nghe cực kỳ sướng tai luôn ha anh em, nghe cực kỳ giòn luôn. Cái dòng máy này nó chạy nghe là phải gọi là cực kỳ đã luôn á. Con này là con Echo Kikit Gen ha. Con này nồng là 37 ly, nó 34cc anh em. Số seri máy còn cho mình luôn nè ha, 005873 ha. Made in Japan đầy đủ cho mình luôn. Con này đặc biệt một cái là nó có bơm xăng phụ nè, giúp cho máy mình giật rất là nhạy nổ luôn anh em. Khi mà có bơm xăng phụ á thì sẽ một phần hỗ trợ xăng lên nhất càng nhanh, vô bình xăng con rất là mau luôn. Con này nó có thắng xích luôn nha anh em nè, nó giúp cho anh em mà có lẹo kẹo trên cây này kia rất là hợp lý luôn, rất là dễ xài luôn nha anh em. Như con này nó rất là đẹp luôn ha.
bô cái họng là không quay xuống anh em, khi mà anh em cưa thì nó cái hướng cưa bô khói nó sẽ quay xuống đất chứ nó không có tạt ngang. Ví dụ như anh em cưa mà có người đứng xuống cái bên nó cũng không có sợ chúng ta nữa, rất là hay luôn ha, thiết kế rất là cao luôn. Đây lam mà lam ghim nguyên bản cho mình luôn nha, echo kiwit nè, hai mặt nó còn tem cho mình luôn. Xích thì phải gọi là còn bao dày luôn nha anh em, con này dày vú sơ là xài ok luôn. Lam con này dài tới 4.8 nè. À, con này anh em nào cưa hạ cây dừa hay là cây bạch đằng này kia là ngon lành luôn nha anh em. K2 giá 2.500.000, con này săn nhớt luôn rồi chắc khoảng 5kg thôi, khá là nhẹ nhàng cho mình ha. K3 là con Echo, con này là Echo đồng đứng anh em, một con hệ đầy cao của thằng Echo nè. Con này thì nói chung anh em nào mua mà chịu khó mà kiểu như là mua lâu lâu để xài một lần, lâu cương một lần đó, hoặc là hạ cây đó thì mà lôi lôi ra giật cái chạy đó thì anh em lấy mấy con này nè. Mấy con đầy cao đồng đứng nè, nó rất là nhẹ nổ luôn. Là con này nó dùng e tự động nè anh em. Cũng có bơm xăng phụ cho mình luôn ha. Đặc biệt con này nó là trợ lực ha, con này đời mới nè, nó có trợ lực cho mình luôn, giật rất là nhẹ nhàng giống như là cái con Magu hay là con Echo em hay nói với anh em mấy cắt cỏ đó, là giật có trợ lực đó, có dây thèo đó là giật rất là nhẹ nhàng, chỉ cần có cái tua là chạy, có cái tua là chạy. Thay vì mấy con này là con đời cao á cho nên là giật rất là nhẹ nổ luôn. Con này nó có kết hợp thêm cho mình thắng xích luôn nha anh em. Nè, giúp cho mình có leo trèo trên cây á là anh em thắng xích rất là dễ dàng, khi mà lỡ như anh em có bóp cái ga này á thì xích nó cũng thắng rồi, cũng không có nguy hiểm. Hay rất là hay luôn. Con này tăng đưa xích nó nằm trên lam cho mình luôn nè. Anh em cứ giật nhả lỏng hai con ốc này ra và anh em tăng đưa nằm đây luôn. Ở đây xích thì em đã thay cho anh em bộ xích mới 100% luôn rồi nè ha. Lam mà lam ghim luôn nha anh em. Echo nè, hai mặt còn như nhau luôn. Mặt tiền thì phải còn là bao đẹp cho mình luôn nha anh em. Con này nói chung là nó đủ kết hợp đủ mọi thứ của một con máy cưa luôn á. Mới gọi là Echo đồng đề cao á anh em ha. Lam con này cũng là dài 4.7 luôn nha anh em. Lam rất là dài luôn. Coi, số xe ghi máy đây ha. 5500-6852 nha anh em. Con này anh em nào mua mà chú yếu lâu lâu sẵn đằng mà lôi ra giật cái chạy đó là anh em lượm con K3 này ha. K3 giá 3.200.000 nha anh em. Tiếp theo là con K4 ha. Đây K4 này thì mấy anh nào mà chuyên đi cưa thuê, cưa mướn, hạ cây này kia nhiều đó thì mấy anh em lấy con này khá là ngon lành luôn nha anh em. Estin MS260, con này nồng của nó là 44 ly, còn cái công suất của nó là 50.2cc nha anh em. Một cái con máy rất là khỏe luôn ha. Đây nồng đứng nè, con này là ốc lóc nhôm luôn nha anh em. Đặc biệt hàm gồng còn rất là mới và lam là lam Estin, lam green nguyên bản luôn. Made in West Germany nè. À, lam là lam Latin luôn nha anh em, bản to cho mình luôn. Thôi bởi vì em nói là chuyên cho anh em mà cưa hạ cây này kia đó, là con máy này nó nặng anh em, nó khoảng 7-8kg, giúp cho anh em cưa hạ cây bự nó không có bị sốc con máy. Nó, con máy nặng nó hay sẽ gì con máy lại rất là hay luôn nha anh em. Rồi lam con này dài 5.2 nè, à, khá là dài cho mình luôn. Đây MS260, con này đời sản xuất là đời 2004 nha anh em. Đời còn rất là cao luôn ha. Con này cái đầu máy không là nặng 4.9kg, nếu mà săn nhớt lam xích luôn thì nó dao động khoảng 6.5kg đến 7kg, giúp cho con máy nó ghi xuống. Với lại một con này nó thiết kế cái đề cao ở chỗ là nó có xả cò hay còn gọi xả áp đó, anh em việc đè cái này xuống nè, anh em giật rất là nhẹ nhàng cho mình luôn ha. K4 giá 5.000.000 chẳng anh em, chuyên cho những anh mà chuyên đi cưa khai thác, cưa mướn này kia rồi đó ha. Tiếp theo là con K5. Là cái con Komatsu G2KC nòng 32 ly, con này 23cc anh em. Một cái dòng máy phù hợp cho mình dùng gia đình cực kỳ luôn. Thứ nhất là về cái giá, cái thứ hai là về cái công suất, cái độ khỏe của máy. Thì anh em có thể cắt bằng dây cước, chủ yếu là cắt cỏ nhỏ nha. Còn nếu anh em cắt cỏ bự vẫn được thì anh em cắt bằng lưỡi giùm em ha. Bình xăng con thì em đã lên cho anh em là 2 kim 260 mới nè. Bình xăng lớn thì zin nguyên bản luôn nha anh em. Con này thì trên cái chỗ này nó có hơi bị cắn nhẹ một xíu, à, anh em lưu ý giùm em. Tum là tum liền, tum nhựa nha. Công tắc ấn nha anh em, ở bên hông nè, anh em ấn vô rồi tắt á. Tay lái trắng cỏ đầu bò đầy đủ nguyên bản cho mình hết luôn nha. K5 giá 1.300.000 ha. K6.
đây, con này kéo hơi nghe anh em nghe nè. Đó, hơi phải gọi là rất là dày dặn luôn. Cái con này nếu mà anh em mà gọi là dùng gia đình mà xăng pha nhớt và đúng tỷ lệ là 1 lít xăng anh em pha khoảng 40cc nhớt đó ha, thì con này em bao cho anh em xài luôn, khoảng 60 năm là chuyện bình thường. Tại vì con này hơi nồng bít tông còn rất là dày dặn, nhất là cái lá bạc á còn rất là ngon luôn nha anh em. Nó đúng rồi anh em, pha đúng tỷ lệ như em đó là 60 năm là chuyện bình thường. Nồng 30 ly 20cc. Con này thì anh em có thể cắt cước được nha anh em, nhưng mà cỏ nhỏ thôi. Còn cỏ bự thì anh em chịu khó anh em cắt bằng lưỡi giùm em ha. Bình xăng con là 2 kim 260 mới nè. Còn bình xăng lớn anh em nhìn nè, còn rất là trắng và đẹp luôn ha. Chân cẳng cũng còn rất là dày dặn luôn nha anh em. Đặc biệt con này tum nhôm cho mình luôn nè. Công tắc ấn ha. Tay lái trắng cỏ đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn nha anh em. Con này còn đẹp nha, áo màu trắng nguyên si, không bể vỡ còn liền lạc hết luôn ha. K6 giá 1.350.000. K7 K7 là con Makita, con này ký hiệu là M227 nè, nồng là 32 ly, này 23cc anh em. Một cái dòng máy là em hay nói với anh em là nó gọn về kích thước và nó nhẹ về cân nặng. Gọn là nó nhỏ hơn cái lòng bàn tay của mình nữa nha anh em. Và nó nhẹ là nó chỉ có khoảng là xăng nhớt luôn 4,5kg thôi, rất là nhẹ luôn. Phù hợp cho mình là ví dụ như mình có di chuyển ngoài đường nhiều á, hoặc là anh em cắt mà đi trong bụi gặm hay là cây cối nó có nhiều á, thì nó sẽ không có bị vướng ha. Một cái đề máy rất là hay luôn anh em. Do cái bô hoặc cái bình xăng con nó nằm ốp vô cái máy nè, và cái bình xăng lớn là làm nhỏ nhất có thể luôn nè, anh em thấy không? Công tắc nằm đây ha. Con này bình xăng con là 2 kim 260 mới nha anh em. Tay lái láp đầu bò là đầy đủ cho mình hết luôn nè ha. K7 giá 1.400.000. K8 K8 con này là Magu 20, nồng 30 ly 20cc. Con này thì nó áo nó còn rất là đẹp nha anh em, không nám khói luôn nè ha. Con này đặc biệt một cái là bình xăng lớn nó còn tem cho mình luôn nha, còn rất là mới luôn nha anh em. Bình xăng là zin nguyên bản nè. Bình xăng con là ga ngang quanh gò anh em, rất là tiết kiệm xăng cho mình luôn ha. Tum là tum liền, tum nhựa theo máy nha. Gọn, nhẹ mà còn rất là mới luôn ha. Rồi, công tắc zin nha anh em, nồng đây nè. Tay lái trắng cỏ đầu bò đầy đủ luôn, cái lắp còn quá đẹp luôn nha anh em. Trắng cỏ cũng còn nguyên si quá đẹp luôn ha. Con này như mới luôn anh em ơi. Đó, con này em hay nói với anh em là vừa mua xài và vừa sưu tầm nè. K8 giá 1.500.000 ha. K9 con này là cái con phiên bản, là phiên bản giới hạn nha anh em, phiên bản hàng hiếm á. À, tại vì cái áo màu đen này là cái hàng rất là gọi là, nói chung nào giờ em bán em cũng ít khi gặp cái màu đen này lắm, thường là gặp mấy màu kia là nhiều. À, màu đen thì hiếm lắm mới gặp nè. Đó, phiên bản này gọi là phiên bản giới hạn đó, hay gọi là lý mịt đó anh em ha. Con này là nồng 30 ly 20cc nè, tình trạng con này cũng là nguyên bản cho mình hết luôn nha anh em. Bình xăng cũng còn rất là trắng đẹp luôn ha. Bình xăng con là ga ngang quanh gồ, áo màu đen nhìn quá đẹp luôn nha anh em. Bô thì trắng tươi luôn nè, tum thì còn mấy chát luôn ha, không một dấu chày xước, không một chấm bưng bội luôn, quá đẹp luôn nha anh em. Ha, công tắc nằm đây nè, công tắc zin luôn. Tay lái láp trắng cỏ đầu bò đầy đủ cho mình hết nguyên bản 100%, rất là đẹp luôn nè. Đây, thung cũng còn rất là dày luôn á. K9 giá 1.550.000, đã hàng hiếm rồi mà còn đẹp nữa nè, quá đã luôn ha. K10 10 là cái con cơm Maxu BC 2003 ha, nồng 32 ly, con này 23cc anh em. Con này phiên bản cơm đời mới nè. Đời mới ở chỗ là do thứ nhất là cái chụp giật đó là trợ lực. Thứ hai là nó dùng e tay đỏ tự động nha anh em. Đây, đóng e anh em lên ra là tự động nó mở luôn. Và cái thứ ba là cái quan trọng nhất của nó là ở cái đời mới là nó rất là gọn và nhẹ luôn anh em. Đó anh em nhìn cái hình thể nè. Rất là gọn ha, và rất là nhẹ, giống như con Makita 2 ốp hồi nãy đó. Xăng nhớt luôn thì nó khoảng 4,5kg thôi. Và được cái con này đặc biệt hơn là nó tum lì chụp giật trợ lực, mà nó là le tay đỏ tự động nữa. Con này thì nó tum liền, tum nhựa ha. Rồi, tay lái công tắc nằm trên tay cho mình luôn nha anh em. Láp đầu bò trắng cỏ đầy đủ cho mình hết luôn nè.
quá VIP luôn ha. Một cái con cơm đề mới cho mình. K10 giá 1.600.000, 32 ly, 23cc ha. K11. Quá đẹp luôn nha anh em. Cộng giờ còn trắng tươi nè ha. Mới chát luôn, tới đầu ngoài đây còn trắng nè. Con này là con Estin 23, nòng 32 ly, 23cc. Con này ốc tán con nào con nấy nó còn 7 màu luôn. Ốc nòng anh em nhìn nè. Nòng thì còn mới chát luôn ha. Quá đẹp luôn, bình xăng này zin nguyên bản nha anh em. Con máy nó mới và bình xăng nó mới theo á, chứ để anh em nói bình xăng lô tội nghiệp em nữa. Thì có sam lai vậy cho anh em nha. Con này nó chỉ có cái chỗ này cái bô bị nứt găng thôi nha anh em. Uổng là uổng chỗ này thôi, chứ còn lại là bao cho anh em hết luôn. Bô trắng tươi, ốc tán còn 7 màu vàng khè luôn nè. Quá đẹp luôn ha, tuyệt vời. Công tắc ắn nha anh em. Nòng 32 ly, 23cc. Như cái con K8 với con K9 bên đây hồi nãy á, là anh em có thể là mua vừa xài mà vừa sưu tầm luôn nha anh em. Hàng bãi mà được đẹp gì là hiếm lắm á ha. Chân cẳng còn rất là dày với mình luôn nè. Tay lái láp trắng cỏ đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn ha. Quá đẹp luôn nha. K11 giá 1.650.000. K12. K12 là con Echo 260, nòng 34 ly, 26cc anh em. Con này thì tình trạng con này hôm nay nguyên bản cho mình hết luôn nè. Đây, hình thức là còn đẹp luôn nha anh em. Được một cái con này là tum liền, tum nhôm mà nước sơn tum còn rất là mới luôn ha. Đẹp nha. Đây, nguyên bản hết luôn nè. Con này công tắc thì nằm trên tay cho mình luôn nè. Trắng cỏ đầu bò nguyên bản theo máy hết luôn, zin 100% cho mình luôn á. Số xe ghi máy con này là 074779 ha, Echo 260 nè. Made in Japan, con này thông số đầy đủ cho mình hết luôn nha. K12 giá 1.900.000 ha. K13. K13 là con Maru 26 nè, nòng 34 ly, 26cc. Này tình trạng cũng là nguyên bản cho mình hết luôn nha anh em. Áo màu vàng quá trời đẹp luôn ha. Sáng trưng ha. Không nắm khối luôn nha. Con này thì nó chụp giật là trợ lực có giới thiệu luôn nè, trợ lực lớn đó, giật khá là nhẹ nhàng nè. Bình xăng con của nó là ga ngang quanh gồ luôn nha anh em. Đây, một cái bình xăng rất là tiết kiệm luôn á. Tum là tum liền, tum nhựa nha. Rồi, con này công tắc để coi coi, công tắc làm đen anh em. Công tắc ắn nè. Tay lái lắp đầu bò đầy đủ cho mình luôn ha. Nguyên quản cho 100% luôn. K13 giá 1.950.000 anh em. Dòng Magu này thấy chứ phụ tùng rất là dễ kiếm luôn á, ở đâu cũng có cho nghe anh em. K14. Đây, hôm nay có một con hiếm là anh em, hiếm rồi nào giờ mới gặp luôn á, là con Beo 2007. Cái dòng này thường thì chỉ thấy là khoảng 2200 đến 2400 thôi, chứ 2007 thì rất là hiếm luôn nha anh em. Nòng 35 ly, 27cc ha. Tình trạng nguyên bản cho mình hết luôn. Áo thì còn bao đẹp cho mình luôn nha anh em. Hàng hiếm nó phải còn đẹp gì nè mới xứng đáng đồng tiền mình mua nha. Ha, đáng tiền bỏ ra nè. Đó, quá đẹp luôn nha. Con này bình xăng con là ga ngang cho mình luôn. Bình xăng lớn là zin nguyên bản luôn nha anh em. Nắp màu xăng là theo nó nắp bình xăng á là nó theo cái bình xăng nè. Đó, tiệp màu cho mình luôn. Con này công tắc nằm đây nha anh em. Lưu ý nha, nút đeo đây nè, anh em ấn vô anh em tắt. Nhớ nha, để khi anh em quên cái chỗ này là anh em kiếm công tắc quà không ra. Tum con này tum gời, tum nhôm luôn, có thể tháo gời đầu máy được luôn á. Tay lái trắng cỏ đầu bò đầy đủ nguyên bản cho mình hết luôn nè, theo máy hết luôn, quá đã luôn ha. K14 giá 2.000.000 chẳng. K15.
K15 là con Mitsubishi T170, nòng 37 ly, 33cc anh em. Tem mát là còn nguyên si nguyên bản nè, quá đẹp luôn ha, Made in Japan nguyên si luôn nha. Đây thì có cái bình xăng lớn đã thay mới nha, do bình xăng ghim bị bể nè, xăng trên này nó hay lộ thiên, nó hay dễ bị bể gì đó. Hàng về đóng công mà anh em, cả trăm cây á, nên là bắt buộc phải bị bể phải thay thôi. Còn về mình xài thì con cây mình cứ gì mình cứ xài thôi, chứ nó không có hư hao gì ha. Áo nè, màu đỏ nguyên si quá đẹp luôn ha. Con này thì nó tum gời tum lớn cho mình luôn. Công tắc nằm đây ha, anh em nhớ lên mở xuống là tắt. Lắp con này thì nó xay được nha anh em. Nếu anh em không thích xay thì có thể báo cho em lúc chốt hàng ha. Cùng nguyên bản luôn nè. Còn đỏ ao luôn. Ông lắp con này 28 nha anh em, ông lắp to luôn á. Bây giờ anh em cứ xài vô tư đi. K15 giá 2 triệu chẵn cho mình nha. K16. K16 là cái con cơm 2006 có đề anh em. Con này thì tại hồi nãy làm không kịp nên chưa gắn cái bách ga ha. Thì hàng chốt thì sẽ gắn đầy đủ cho mình anh em cứ yên tâm. Con này nòng 34 ly nè, 26cc, nó giống như con hôm qua, con gì mà hôm qua em like con y mấy đó. Quá trời anh em chốt luôn, con một à. Bởi vì hôm nay gắn tranh thủ nè mà làm mà gắn cái bách ga không kịp luôn đó anh em. Con này thì nó vẫn dùng là e tay đỏ tự động mình luôn nè. Ha, rất là tiện lợi luôn. Thì khi mà anh em xài em hay nói đó, anh em tới nơi chỉ việc anh em bóp xăng lên nè, cho xăng chạy lên nè ha. Xong anh em đóng cái lại, anh em gạt làm ngang nè. Xong anh em ấn nút đề, đề chạy rồi thì anh em lên ga là tự động nó mở là mình đi cưa, đi cắt cỏ luôn anh em. Rất là tiện lợi luôn ha. Trong lốc nó có dập cho mình là cơ Masu Genos luôn nha. Bình xăng con là ga ngang nè, còn bình xăng lớn thì đã thay mới nha anh em. Ở đây thì có tặng theo cho anh em cục pin luôn rồi nha, gắn sẵn ở đây cho mình luôn. Đề thì anh em việc ấn nút đen thôi ha. Tắt máy thì gạt qua ốp nè, mở qua on nè, đơn giản nha anh em. Em hay nói, em hôm qua mới nói với anh em câu là nhất chân chỉ của thằng đoàn dự, của ông đoàn dự hồi xưa anh em đó, ông trưởng chỉ người ta là ta đi hả, còn anh em chỉ một cái là máy khởi động ha. Giống như ông đoàn dự ha, tum là tum gời tum nhôm nghe anh em, có thể tháo gời đầu máy nha. Con này còn đẹp nghe anh em, đỏ ao à nè, anh em nhìn nè, áo tới tum này kia đỏ ao hết luôn nghe anh em, quả đẹp luôn ha. K16 giá 2.600.000. K17 là con Echo Kiwit 3600 nha anh em. Con này là máy công suất lớn nha, 38 ly, 36cc lần á. Con này tình trạng nguyên bản cho mình hết luôn nè. Con này anh em nào cắt cỏ cứng, cỏ dày mà sợ máy công muốn công suất lớn mà nó sợ ăn xăng đó thì anh em lượm K17 này nha. Do nó bình xăng dưới nè, xăng ở dưới nó hút ngược lên sẽ rất là tiết kiệm xăng cho mình luôn nha anh em. Con này nó là tum nhôm cho mình luôn, tum lớn luôn á. Chết mẹ, con này 315 hả anh em ơi. Chết bà lộn ơi. Vậy là con này 36 ly anh em ơi. 36 ly 31cc hả. Con này em báo giá lại cho anh em lại nha. Con này là giá nó 2.3 nha anh em. Rồi nãy em ghi mà em quên coi tên máy nữa. 315 nha anh em. 36 ly ha, 31cc, giá là 2.3 nha anh em. Con này thì nó cũng đủ khỏe cho anh em là cắt cỏ cứng cỏ dày mà bật cắt bằng cước luôn, chứ không phải là yếu nha. Chỉ là nó nhỏ hơn thằng 3600 thôi. Giá là 2.3 nha anh em. À, anh em nhớ con này giùm em nha. Con này công tắc nó nằm trên tay luôn nè. Lắp tay lái đầu bò đầy đủ cho mình hết nha. Nguyên bản hết luôn nha anh em. K17 giá 2.300.000 nha, 36 ly ha anh em. Nhớ giùm em, K17 là 36 ly, giá 2.3 ha. K18. K18 là cái con Genos Komatsu, con này là G3K nha, nòng 36 ly, 33cc anh em, mà được cái con này bình xăng trên nha, xăng ở trên đổ trực tiếp xuống cho mình luôn, rất là khỏe luôn nha anh em. Anh em nào cắt cỏ cứng, cỏ dày mà có đồi có núi mà cắt bằng cước đó, ngon lành cành đào, hoặc là anh em có thể tận dụng là gắn thêm một cái cánh quạt cái đó là anh em có thể thổi lá luôn, nhất là những anh ở dùng trồng cao su này kia rồi đó, thổi lá là ngon lành luôn nha anh em. Ha, xăng ở trên đổ trực tiếp xuống nè, con này tum gời tum lớn cho mình luôn, tay lái lắp đầu bò đầy đủ cho mình nguyên bản hết luôn nha anh em. Đây, ở đây có gắn cục lực xăng cho mình luôn nha. Đó, anh em cứ yên tâm. K18 giá 3.200.000. K19.
19 là con Echo Kiwit, con này 34 ly ha, nó 26 cc nha anh em, chụp giật là trả lợt lớn cho mình luôn nè, ha, giật cắt là nhẹ nhàng luôn, tình trạng nguyên bản cho mình hết luôn, tôm là tôm gời, tôm nhôm ha, đây 2006 nha anh em, tay lái lắp trắng cỏ đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn. Rồi con này số xe ghi là 55007231 ha, mắt in nhật băng đầy đủ cho mình hết luôn nha anh em, ốp lưng dây đeo cũng là zin theo của nó nè, nguyên bản hết cho mình luôn. K19 giá 1.900.000. Cuối cùng K20. Con Tanaka 270 nha anh em, nòng là 35 ly, 27 cc nè. Con này bu ghi đứng nè ha, là cái thứ nhất, cái thứ hai là con này là chụp giật trợ lực luôn nha anh em, giật rất là nhẹ luôn. Con này được cái bình xăng là zin nguyên bản của nó luôn nè, còn quá mới luôn nha anh em. Con này là tôm gời, tôm nhôm luôn. Con này đặc biệt một cái là dòng đầy cao, là cái Tanaka là nó dập nổi nè anh em, giống như cái dòng Makita em hay nói anh em đó. Anh em gời anh em sẽ thấy cộm nè, một cái dòng đầy cao á nó sẽ dập nổi như vậy. Đó, anh em gời mình thấy cộm nè, thấy không? Tanaka nè ha. Mắt in nhật băng là lấy dập cho mình ở đây luôn, nguyên bản hết luôn nha anh em. Khung ốp lưng dây đeo, thường cái ốp lưng thì nó sẽ có một phần đây thôi, còn cái con Tanaka này nó có thêm cái phần này cho mình chịu vô cái phần cái cổ luôn anh em, cho mình đỡ mỏi nè. À, một cái tiếng rất là hay của thằng đời cao luôn nè, quá đẹp luôn nha anh em, quá mới luôn. K20 giá 2.100.000. Rồi anh em chốt máy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em.